Khi nhắc đến Clutch ở trong Bad World, anh em có thể nghĩ ra được rất nhiều thể loại. Nên trong video ngày hôm nay, chúng sẽ kể ra những loại Clutch phổ biến ở trong Bad World. Vậy đầu tiên, nó được hiểu như nào ở trong Bad World? Nó được sử dụng để chỉ một thứ gì đó giúp bạn sống sót sau một cú ngã. Anh em có thể sử dụng nó một cách khéo léo và có tính toán. Và sau đây chính là những thể loại Clutch mà có thể anh em chưa biết hoặc là biết rồi ở trong Bad World. Đầu tiên đó chính là Ladder Clutch. Thì Ladder Clutch này đơn giản thôi. Mình chỉ cần căn chuẩn xíu là được. Hiện tại như này đi, mình sẽ nhảy thẳng xuống dưới kia luôn. Rồi, đó chính là Ladder Clutch. À, kim cương rồi nhìn như. Gây nửa tim. Oh my fuck. Loại thứ hai đó chính là Block Ladder. Thì cái clutch tiếp theo của chúng ta là một loại clutch kết hợp giữa block và ladder. Và kiểu khi mà bạn rơi xuống đúng không? Đấy, bạn phải can thế nào ạ? Cái lúc mình đặt block á thì mình đặt ladder vô. Mình sẽ kiểu rơi đúng chỗ này á. Đấy, pep là mình sẽ có một pha clutch. Mình sẽ thử làm cho anh em luôn. Đó, một phát ăn luôn này. Thấy không? Hello. Yo, chill. Boom. Woo! Yes. Loại thứ ba đó chính là Fireball Clutch. Thì anh em thường biết, Fireball dùng để hạ gục những người chơi khác và để nhảy lên những nơi có độ cao. Nhưng anh em đã dùng Fireball để clutch bao giờ chưa? Căn chuẩn đấy. Đây, để chun làm thử nhá. Không được thì thôi. Yo. Lại fail. Đó chính là Fireball Clutch. Không mất máu anh em ạ. Ui, một pha vừa nãy là chun không mất máu đúng không? Thật ra là có mất máu đó. Sau khi xem lại thì chun mới nhận ra anh em ạ. Thì sau đó chun có vào lại game để thử lại. Xong chun nhận ra thì dù có clutch được nhưng chúng ta vẫn sẽ nhận sát thương gốc từ độ cao đó. Nên loại clutch này chỉ để gây bất ngờ cho đối phương. Thì trong video, tất cả những pha clutch chưa nói ra chỉ là từ anh em đề xuất cho chun. Nên sẽ có cái làm được và có cái không. Thứ tư đó chính là Water Bucket Clutch. Ok anh em, và đây là một cái kiểu clutch phổ biến nhất ở trong Minecraft. Đó chính là Water Bucket Clutch. Ping. Ô. Rơi luôn. Chưa vừa làm rồi. Wow. Real. Loại thứ năm đó chính là Brick Egg Clutch. Nó sẽ kết hợp với nhiều cái. Brick Egg với Fireball. Brick Egg với Water Bucket Clutch. Brick Egg với... chỉ có mình nó thôi. Thứ 6 đó chính là TNT Clutch. Vẫn giống như Fireball Clutch. Nó cũng dùng để gây bất ngờ. Chúng ta sẽ luôn bị hất tung khi TNT nổ. Thứ 7 đó chính là Ender Pearl Clutch. Chúng vừa cho anh em thấy những loại clutch thông thường ở trong Bad World. Nhưng anh em đã nghĩ đến chuyện clutch bằng tay không ở trong Bad World chưa? Đúng rồi đó. Vào phiên bản 1.19.2 có một mẹo giúp anh em rơi xuống mà không mất một giọt máu nào cả. Chỉ cần anh em tiến về phía trước và giơ nút nhảy. Khi anh em chạm đất thì nhấn nút ship một lần là anh em có thể loại bỏ được hết sát thương rơi. Chúng đã làm trong chế độ đơn và đã thành công. Let's go. Nhưng khi chúng vào lại server Bad World để thực hiện, mọi chuyện lại khác. Không một lần nào thành công cả. Chúng nghĩ là do đây là chế độ chơi nhiều người nên không làm được. Yeah, xin lỗi anh em vì phút cuối vẫn làm anh em thất vọng vì kiểu clutch này. Nhưng không sao, anh em có thể thực hiện nó ở trong chế độ sinh tồn. Và video này rất là ngắn nữa. Tôi thì dù sao cũng cảm ơn anh em vì đã xem hết cái video này của chun. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Chúc anh em một ngày tốt lành. Bye bye.